Những ai mà yêu thích Sài Gòn xưa thì để Phúc chỉ cho một quán ăn ở quận 10 có menu đa dạng mà món nào cũng có một phong vị riêng hấp dẫn từ nhiều vùng miền khác nhau, như là bún Thái, bánh mì ba tê Lào, xôi Hà Nội, bánh canh cua hay là bánh mì chảo với nước sốt thơm ngon sôi sùng sục mà khá phổ biến ở Sài Gòn này nè. Quán này thì Phúc biết đến khá là nổi tiếng với bánh canh nguyên con cua, nhưng mà hôm nay Phúc muốn khám phá menu cho nên sẽ gọi xôi ăn với lại thịt kho cùng các loại topping. Rồi lâu lắm rồi Phúc mới gặp lại ổ bánh mì mà ba tê được làm theo kiểu Lào khá là ngon, kết hợp cùng với lại thịt chả xíu mại rồi chan với nước sốt ngon cực, rắc thêm miếng chà bông cho thơm nữa nè. Với bánh mì chảo thập cẩm thì sẽ có giá dao động từ 55.000 mà có khoai tây, xúc xích, ốp la, thịt bò, ba tê, thêm một viên xíu mại và cực kỳ nhiều nước sốt cà chua. Nhưng mà vị vừa ăn lắm, quán này còn có bún Thái với topping chất lượng. Phúc thích nước lèo được múc và đun sôi ra nồi riêng, rồi lần lượt cho các topping như là nghêu, bạch tuộc, chả cá, tôm, thịt bò ăn cùng với lại rau muống và bông chuối, nước lèo chua chua ngọt ngọt chan ngập cái tô nhưng mà không có quá cay mà lại thơm mùi tỏi phi vô cùng luôn. Món ăn thì được bày trí gần gũi trong các tô dĩa kiểu xưa cùng các loại nước chấm chanh ớt được quán chuẩn bị sẵn trên bàn khá ngăn nắp và sạch sẽ. Vợ Phúc thì thích bún Thái thập cẩm với lại topping chất lượng chấm cùng muối ớt xanh mà lâu lâu gọi một phần xôi ăn cùng với lại một miếng ba rọi kho ngon lắm. Kết hợp với lại hành phi, chả chiên, lạp xưởng, ba tê, trứng ốp la mà giá sẽ dao động từ 30 cho đến 45 ngàn một tô. Bánh mì kiểu ba tê, chà bông, thịt và chả ăn cùng với lại rau dưa xíu mại vậy mà Phúc thấy ngon. Hay là bánh mì chảo đầy nước sốt chấm đúng gu của Phúc mà ba tê ngon lắm nha. Quán này có tên là quán ăn chị Ba, từ ngã 6 Nguyễn Tri Phương chạy vừa qua ngã tư Vĩnh Viễn và Nguyễn Tri Phương thì quán nằm tay phải nha. Địa chỉ thì Phúc để trên màn hình nha.